Rồi bây giờ tôi lại tiếp tục quay phim cho quý vị coi. Đây là cái hồ rất là bự. Hồ này hồ thiên nhiên nhá. Nó đẹp một cái là ở giữa nè, nó còn có một cái cồn nhỏ nhỏ, thiên nhiên, rất là thiên nhiên. Có những cái cây cỏ mà loại rau cover nó mọc lên rất là đẹp. Rồi bên kia nó là núi, chung quanh nó là núi nha. Đó, họ làm những cái chòi lên rất là đẹp. Bên đây nó là núi nữa. Hồi nãy chúng tôi đi bộ có rất là xa bên kia. Bây giờ để bộ trở ngược ra xe để tiếp tục đi. Đi hồi nãy tường tình rồi, bây giờ chỉ có cho quý vị coi. Ở xa xa quý vị thấy rất là sương mù thấy không? Chỗ đó là gọi là Cloud Forest, cái rừng sương mù. Núi như vậy. Toàn cái rừng không, họ nói những cái rừng tự nhiên, họ cũng kẻ những cái gỗ ra để làm những cái thanh đóng cái đinh xuống. Đây nó có một cái gazebo rất là đẹp. Nhiều người đến đây nghỉ chân, ra đó ngồi chụp hình. Mệt quá. Ra chứ đâu. Lên độ cao ra rất là khó thở. Cái lách gì đó. Cái lách kia nó gọi là lách Kyoto à. Kyoto. Lagoon. Đây là anh tour guide mướn, chúng tôi mướn xe lái tới đây rồi đi vô tới cái chỗ tourist information để mướn anh tour guide này 40 đồng, anh dẫn đi một ngày. Còn chúng tôi mướn anh tài xế lái một chiếc xe van 14-15 chỗ ngồi vậy đó. Anh chạy được một ngày, nguyên ngày luôn, muốn đi đâu đi trả 200, cho nên là phải nói là rất là rẻ. Đó là các anh chị đã rất là kinh nghiệm trong cái việc đi du lịch, đã hướng dẫn cho các anh em, cho cái đoàn đi chỗ này chỗ nọ. Các anh chị đã bỏ ra rất là nhiều giờ để nghiên cứu. Du lịch đây thì đa số là người nói tiếng Spanish, cũng có một số các tiếng Mỹ. Vừa rồi chúng ta gặp mấy người ở California, San Francisco, rồi gặp những người ở Washington. Và đây là một chị bạn này đang làm điện. Quý vị nhìn thấy không? Cảnh rất là đẹp, như là một bức tranh vẽ vậy nè. Quay lại nhìn nè, như là một bức tranh vẽ nha. Và không thể nào mà bức tranh có thể diễn tả được, bởi vì trong cái hình không nhìn thấy những cái 3D, 4D, 5D dimension rất là nhiều. Multi dimension. Bởi vì nó có cao có thấp. Nhưng mà mình lên cao lắm rồi. Xa. Như là những người kia là những người bạn cùng chuyến của chúng tôi, đang gặp khách du lịch, đang đứng nói chuyện, đang đứng tám. Thấy chưa, núi nè,
tôi không biết tên bởi vì tiếng Mã khó học quá. Các anh chị đi chung thì rất là rành. Và đây là chiếc xe này có mang bằng số rồi. Xin được phép tắt máy bởi vì chúng tôi đã đến xe van rồi, rất là đẹp ha.